Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay thì mình sẽ thực hiện theo yêu cầu của các bạn, đó chính là so sánh giữa hai khẩu AK-47 VIP Inferno và AK-47 VIP Transformer. Hai khẩu này đều là VIP trong vòng quay, nhưng số phận nghiệt ngã lại đưa khẩu AK-47 VIP Inferno đắt hơn rất là nhiều. Cái đấy thì mình cũng không hiểu là tại sao, tại vì hai khẩu này thì bắn chênh lệch nhau cũng không phải là quá nhiều. Thậm chí khẩu AK-47 Transformer bắn còn ngon hơn. Úi dồi ôi, bạn Tơ ơi, bạn có đánh rơi nhịp nào không vậy? Bạn lướt qua mặt nhau như chưa từng nhìn thấy nhau vậy. Làm Tơ như thế thì đúng là bọn nó viết sớ, nó chửi sấp mặt lờ cả dòng họ đấy. Đừng đùa, còn 3 người thôi, tuyệt vời. Tầm này sẽ có hero rồi. Chúng ta sẽ tưởng lại với chuyện so sánh giữa hai khẩu này. Úi dồi ôi, thằng kia nó đứng trên cái thùng, cái gì ta? Cái này mình không biết là cái gì. Vì cái bục kia nó xoáy xuống như kiểu phát biểu cảm xúc vậy. Tí nữa là ăn rồi. Hứng chó rồi. Dã vào đầu thôi. AK-47 Inferno thì cận chiến rất là sướng. Còn Transformer thì phải bắn cái kia thì thực sự cận chiến đối mình là không phải là dễ. Tại vì nó rất là ức chế. 5-10 giây nó hồi lại cái phóng điện ấy, cực kỳ là khám lọ luôn. Có hero rồi. Này, phát biểu cảm nghĩ này. Ngồi đấy mà phát biểu, khán giả người ta không thích thì xuống đi. Ngồi đấy mà phát biểu cái gì? Bây giờ đã bị hiếp và AFK lên đấy rồi. Úi dồi ôi, lên đây. Thằng Tơ chết rồi thì các bạn yếu lắm. Rồi, toàn y tá thôi. Úi dồi ôi. Tôi không xong rồi. Biến luôn. Tao lại sợ bố con nhà mày quá cơ. Cái định mệnh nó cứ thế, ỷ thế đông người nó lại hiếp người thôi. Úi dồi ôi, yếu rồi này. Thôi bạn này. Úi dồi ôi, cố ấy. Còn thằng này nữa, làm gì đây? Yếu rồi. Lên khô máu luôn. Cái định mệnh. Thôi xong rồi. Úi dồi ôi, sao nó cào xa thế nhở? Bằng mỗi con một. Vâng, chúng ta cùng trở lại với cái chuyện so sánh giữa hai khẩu AK-47 VIP này nhá. Thì nếu các bạn chọn thì các bạn nên chọn AK-47 VIP Transformer thì tốt hơn, tại vì khẩu đấy sấy rất là sướng. Còn khẩu AK Inferno này cảm giác sấy rất là giật, và đạn thì nó bay kiểu không chuẩn đi. Sấy tầm gần thì mình không nói, chứ sấy tầm xa thì khẩu này thực sự là không ăn được cái khẩu AK-47 Transformer đâu. Úi dồi ôi, cái gì đấy, lượn vào đây. Úi dồi ôi, thơm quá. Này thì lượn vào đây này. Khẩu này thì được cái cận chiến khá là dễ, không phải phóng cái gì hết. Còn cái kia thì phải phóng ngợ. Úi dồi ôi, anh Tơ khiếp quá, anh ấy lại đánh rơi một nốt nhạc rồi. Úi dồi. Đâu rồi? Vâng, một pha loạn quạng của Ân và thì Tơ cũng không cào được. Xàm thế. Rồi, tôi xong rồi. Gãy rồi. Úi dồi ôi. May quá. Mình cứ tưởng hai thằng này nó phải hiếp chết mình cơ. Thế đây, nào. Vẫn thoát được, lại còn thêm một cận chiến nữa. Thế thôi. Úi dồi, thôi xong rồi. Lượn sai rồi. Em sai rồi. Hãy xin lỗi em đi. Thế thôi. Lượn lên đây nào. Ok, úi dồi ôi. Lại nhảy mít nữa rồi. Con điện thoại này nhảy hơi bị khó. Chúng ta đã lên được đây. Mà bọn kia thì vẫn chưa lên được đây, là thế đích nào nhở? Vẫn đuổi theo sau lưng mình này. Úi dồi ôi, vậy bừa cũng headshot ạ. Không bắn như thế thì người ta làm sao chịu được. Rồi, giờ mai đã ít lại rồi. Không ai muốn hiếp mình. Thực sự khá là cạn lời. Vâng, phòng này nó không thích những người cầm VIP hay sao ấy. Nó chỉ thích những người đứng thẩm du thôi. Đây bạn ơi. Đúng rồi, lại đây. Úi dồi, cái gì vậy? Quái xoài. Lượn vào đây à? Lượn vào đây này. Úi dồi ôi, headshot cứ phải gọi là đau đi. 2000 dam thì sống thế đếch nào được. Tầm đấy không nhấp nháy cũng chết anh em ạ. Rồi, anh Tơ lại đứng im nữa rồi. Vâng, mấy cái thằng đứng im như này thì dễ bị ăn cận chiến lắm. Ok, chúng ta sẽ cùng đến với khẩu AK-47 VIP Transformer. Và cover là Sẻng Bonbis. Một set súng cực kỳ là phản cảm.
bị mệnh mình cài cái này vào đi C4 quên gỡ ra anh em ạ, sorry nhá. Úi dồi ôi, một bé này. Còn trận lúc nãy thì mình phải thoát thôi, trận sau chả có zombie nào bắn, bọn kia nó biến zombie cái là nó out luôn, khổ thân. Rồi mấy thằng mới vào thì là mấy thằng cực kỳ là dễ cận chiến. Thế thôi, zombie khá đông rồi, chúng ta lên đây. Đây là combo di chuyển của mình khi mà săn zombie. À, cương thi này lượn đi đâu thế bạn này, vào lỗ à? Úi dồi ôi, hết não nữa rồi. Vâng, vào thì vào bà nó luôn đi, còn lượn ra rồi lượn vào, cạn lời. Kìa bạn này, qua bên này. Úi dồi ôi, may quá, không thì rớt bà nó xuống dưới rồi. Này thì tơ, lại vào lỗ à? Cứ định mệnh sao bọn này thích lỗ ấy nhở? Hay thế, bọn này đúng là chim to rồi, thích lỗ là chuẩn đấy. Này thì chạy này, cái gì đấy, cầm cung à? Vãi, bét cầm cung là đây, mình nghĩ bạn sẽ chết sớm thôi. Lung cầm cái cung đấy dễ chết lắm, lôi súng ra đi. Úi dồi, rớt rồi. Biết ngay mà chết này, rớt là xác định rồi. Cầm cung thì bắn thế đích nào được. Vẫn chưa chết à? Đúng rồi, chết khá lâu. Lầy thì cố ấy. Úi dồi ôi, té thôi. Không đú được là phải té thôi anh em ạ. Vâng, chúng ta lại quay về chỗ cũ thôi. Lên là lên nào, ok. Úi dồi ôi, bọn kia nó đứng một mà ở dưới để nó đợi mình rớt xuống kìa. Không có chuyện đơn giản thế đâu bạn ơi. Úi dồi ôi, à cái định mệnh này này, ghê thế. Thế đích nào, may không để ý tí nữa là nó đập nguyên cái cặp vếu của nó vào mặt mình rồi. Khiếp thế. Bọn này chơi toàn tàng hình thôi. Úi dồi ôi, anh tờ, từ từ thôi, hứng chó là vỡ mồm ấy. Rồi chạy thôi, biến luôn. Vâng, yếu rồi. Ơ, à, cút ra. Con lợn này đang tín ăn thằng tơ. Ôi, hết giờ rồi. Tiếc thế, quả đấy mình thấy hết giờ mình biến hero rồi mình ăn thằng tơ còn tim máu à. Tiếc quá anh em ạ. Không sao, chúng ta cùng đến với trận tiếp theo. Trận này sẽ đầy lôi cuốn bởi vì bọn kia sẽ lên hết trên thủ hàng thảm du, còn zombie sẽ là không có. Ui dồi, biết ngay mà thủ hàng với lại bàn thờ lại đông. Tự nhiên lên không kịp, khổ thân. Giết tụi nó nào, chạy toán loạn hết cả lên này, đừng cover. Đúng rồi, này thì thẩm du rồi, mình mặt làm ngơ anh em ạ. Cái định mệnh nữa đó, đùa tiêm pí lên thùng hàng thắm thế. Úi dồi, úi dồi, bất lực. Mình đứng đây mình nhìn thôi anh em ạ, tại vì mình biết trước cái kết quả của cái kịch bản trận này rồi, kiểu gì tụi nó cũng thẩm du, zombie lại chả có mà bắn, khổ thế. Đấy anh em thấy làm clip đó mệt không ạ? Vâng, phải áo đến trận này đến trận khác, khổ thân. Sau lưng bạn ơi. Úi dồi ôi, thằng này cũng tính AFK luôn ấy. Nó thấy bị bắn thì nó chạy. Khốn nạn thế là cùng. Làm zombie thì phải ra hiến máu nhân đạo ấy chứ. Lại đây. Rồi, gặp thánh lửa tình nữa rồi. Không biết là cận chiến được không đây. Lại đi. Ơ, sao lại chuyển sang màu đỏ rồi? Khốn nạn thế. Vâng, khắm lọ thật đi. May không quả đấy, cái con y tá nó chết mà rồi. Tiếc thế. Vãi xoài thật. Nói chung là cái cận chiến nó hơi khắm lọ một tí. Gì đấy, lách à, lách à. Té thôi. Làm gì cơ. Úi dồi ôi, nó lại bỏ qua mình luôn, nó mới chất chứ. Khổ thân. Rồi, nó ăn thằng bên này. Chết chắc rồi. Đối với những cái thằng mà thẩm du ấy thì thấy bọn zombie nó chuẩn bị sờ tay vào rồi, các bạn cứ ngoảnh mặt làm ngơ thôi, đừng có cover cho nó làm cái gì cho nó mệt người, để nhiều nhiều zombie tí bắn cho nó vui. Chơi không, chơi không. Ui, mất bàn được cái giáp rồi, mình tính ngồi yên hưởng thụ thế đích nào lại mất giáp nhở. Vâng, tiếc thế. Đó rồi, còn hai con nữa. Khô máu nào. Quả này nếu mà bị biến zombie sẽ lên hành bọn thùng hàng. Biến cương thi không biết là có hình được không. À, rồi, AFK hai đứa, tới trận này nát rồi. Cho mình sẽ kết thúc clip tại đây thôi. Vâng, đến giờ này thì em cũng hiểu là zombie nát đến cỡ nào. Ok.